tôi không hứng thú với tiền. Thật đó, mở bệnh viện là để giúp đỡ người khác. Tiền của tôi đều đầu tư vào thiết bị, tăng cấp quầy hướng dẫn, không muốn để bệnh nhân xếp hàng quá lâu. Mời thần y 5 sao để tăng tỷ lệ điều trị, mở phòng game để tâm trạng bệnh nhân tốt hơn. Tôi không hề quan tâm đến tiền. Không được, tôi không thể diễn được nữa. Tôi thích cảm giác phát tài này. Cái gì? Bạn cũng thích cảm giác này bệnh hả? Bệnh viện kỳ thú, chữa mọi âu lo.